tình của vua Thành Thái và cô gái lái đò. Trong lịch sử Việt Nam, vua Thành Thái không chỉ nổi danh là một hoàng đế yêu nước và luôn trăn trở cho việc chống Pháp, mà còn để lại cho hậu thế nhiều giai thoại chốn hậu cung. Sở dĩ có những giai thoại ấy, bởi tương truyền, ông là một người khá dễ tính khi tuyển chọn hậu phi cho mình. Nhắc tới việc tuyển phi của vua Thành Thái, chắc chắn không thể bỏ qua chuyện ông với cô gái lái đò xứ Kim Long thuộc Huế. Đây có lẽ là giai thoại nổi tiếng nhất gắn liền với vị vua này. Trong sách kể chuyện về các vua Nguyễn của tác giả Tôn Thất Bình đã kể rất rõ về lần tuyển vợ đặc biệt này của vua Thành Thái. Nghe danh vùng Kim Long là nơi có rất nhiều người đẹp. Vào một ngày Tết, vua mới quyết tâm cải trang thành thường dân để tới đây chọn thêm cho mình một quý phi. Thế nhưng khi tới nơi, ông tìm kiếm mãi vẫn không thấy ưng ai cả. Nhà vua định bụng thuê một con đò về kinh và bỏ ý định tuyển phi ở Kim Long. Nào ngờ, quyết định thuê đò của vua Thành Thái lại chính là cơ may để ông gặp được quý phi tương lai của mình. Vừa mới bước xuống đò, nhà vua trông thấy cô lái đò khoảng đôi mươi trông thật xinh xắn với đôi má ửng hồng. Vị vua đa tình bỗng cảm thấy sao xuyến lạ. Nhìn cô gái mặc chiếc áo vá vai đứng dưới cuối thuyền, nhà vua trẻ tuổi bỗng cất tiếng hỏi: "Nì, o tê, o có muốn lấy vua không?" Cô gái tưởng vị công tử nhà giàu này đang trêu ghẹo mình nên mới nhìn ông bằng ánh mắt lạ đời rồi đáp: "Đừng có nói bậy mà họ lấy đầu trường." Biết cô lái đò không tin lời mình là thật, vua Thành Thái mới đổi giọng, nghiêm túc nói: "Tôi nói thiệt, o có muốn lấy vua thì tôi làm mối cho." Thế nhưng cô chỉ thẹn thùng quay đi, cúi đầu không đáp. Một vị quan cũng đang ngồi trên con đò thấy thế thì cười tủm tỉm, quay sang nói với cô gái: "O cứ nói ưng để coi thử nờ." Nghe thế, cô lái đò mới đánh bạo mà rằng ưng. Được lời như cởi tấm lòng, lúc này nhà vua mới vui vẻ đứng dậy, cầm tay cô gái rồi dắt về phía mũi thiền. Cô gái dùng dằn không theo, ông mới bảo: "Rứa thì quý phi ngồi nghỉ để trẫm chèo cho." Ngay sau đó, trước con mắt tò mò xen lẫn thích thú của bao người, ông cầm lấy mái chèo đưa đò thẳng về kinh thật. Vua Thành Thái chèo thuyền một mạch về tới bến Nghinh Lương rồi quay qua đòi tiền đò đi của mọi người. Thôi, thiên hạ đứng dậy trả tiền đò cho trẫm và tiễn quý phi vào cung. Thế là vua thỏ nguyện chọn một vị quý phi ở Kim Long, còn cô gái chèo đò được vào hậu cung trở thành quý phi từ đó. Mặc dù nhiều người cho rằng đây chỉ là giai thoại dân gian, chứ cô gái Kim Long nhà vua đem lòng thương là con gái Vinh Quốc Công Nguyễn Hữu Độ, nhưng cũng vì giai thoại tỏ tình nửa đùa nửa thật để cô lái đò trở thành vợ vua, người đời sau mới có câu nói về chuyện vua Thành Thái tiễn phi thế này: Kim Long có gái mỹ miều, trẫm thương, trẫm nhớ, trẫm liều, trẫm đi.